Stanley bất ngờ nhặt được một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này trông có vẻ kỳ lạ. Khi ngắm nghía, một tia sáng lóe lên. Nó dường như có một loại ma lực hấp dẫn người đàn ông đeo nó lên mặt. "Này anh đang làm gì dưới đó?" Stanley nghe tiếng hét lập tức tỉnh lại. "Tôi đang tìm chiếc mặt nạ của tôi. Tôi thấy rồi." Stanley kéo lê thân thể mệt mỏi lên lầu. Bà chủ nhà nghe thấy tiếng động liền lao ra. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?" "Tôi thực sự không biết." Nhìn vào tấm thảm bị Stanley làm ướt, bà chủ nhà hướng về Stanley. Stanley sợ không dám lên tiếng. Chỉ có thể chờ đến khi bà quay đi mới dám chửi thầm. Mụ xác sống máu lại này. Mình nên chửi cho bà ta nghe thấy. Anh vừa trở về phòng, chú chó lập tức chạy tới. Cầm đĩa CD lên và mở phim. Xem bộ phim hoạt hình mà cả hai đều yêu thích, tâm trạng anh khá lên nhiều. Vừa chơi đĩa bay với chú chó, tiếng gõ cửa của bà chủ nhà lại vang lên. "Im lặng chút đi." "Vâng, bà Pinman." Chú chó nhảy lên ghế, nhìn vào chiếc mặt nạ trên bàn, không ngừng phát ra tiếng kêu rên nhắc nhở. Lúc này anh mới nhớ tới chiếc mặt nạ. Cầm lấy nó và bước tới trước gương. Đeo mặt nạ là một cách ẩn dụ, tuyệt vời, quá ngầu. Stanley nhíu mày, dường như phát hiện điều gì đó. Một tia sáng xanh lóe lên, anh như bị thôi miên, giơ chiếc mặt nạ lên, định đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ tự động bám dính, bao phủ toàn bộ đầu anh. Trong phòng lập tức xuất hiện tiếng sét và sấm chớp. Stanley đau đớn vô cùng. Anh ta đứng tại chỗ không ngừng xoay tròn, dường như đang biến hóa điều gì đó. Sau khi xoay vô số vòng, một quái vật đầu xanh ra đời, tuyệt quá, đã đến giờ tiệc tùng, party, tại sao, vì tôi muốn thế. Một bước trượt, anh đã ra ngoài cửa, suýt, thấy lời nhắc nhở của bà chủ nhà, anh rón rén bước đi, sợ phát ra tiếng động. Lúc đó, từ túi của anh bỗng nhảy ra một cái đồng hồ báo thức. Nó nhảy nhót trên sàn nhà, phát ra tiếng cười như ma quỷ. Để kết thúc tiếng ồn, anh rút ra một cây búa lớn từ túi. Anh giơ búa lên và đập xuống sàn nhà. Một cú đập nữa vào tường, đồng hồ báo thức nhảy nhót khắp nơi để tránh, ngủ đi. Tiếng động làm bà chủ nhà đang đắp mặt nạ bị kinh động, hai người chạm mặt nhau trong hành lang hẹp. Bà chủ nhà quay lại lấy khẩu súng và bắt đầu bắn loạn xạ vào Stanley. Anh nhảy múa né tránh đạn. Thấy có vẻ không còn đường thoát, anh nhảy qua cửa sổ, không ngờ lại rơi thẳng xuống đất thành miếng dán tủ lạnh. Mình đã trở thành xác chết bẹp dí trên đường. Ha ha ha, một chiếc xe hơi chạy tới, hướng về phía Stanley bóp còi inh ỏi. "Tránh ra mau, hắn muốn đấu với mình." Người đàn ông bị tiếng còi lớn của Stanley làm cho tóc dựng đứng lên. Anh lái chiếc xe không có kính chắn gió trước chậm rãi rời đi. Vừa đi được vài bước, anh đã gặp một nhóm du côn. Anh chủ động tiến tới và bóp mũi tên côn đồ, bắt đầu biến hóa phép thuật tấn công. Những tên côn đồ tức giận đuổi theo anh. Vừa qua con hẻm, họ đã thấy Stanley đang biểu diễn ảo thuật. Anh nhanh chóng biến ra một con vật nhỏ, khiến những tên côn đồ như đang ở trong rạp xiếc. Lúc này, anh rút ra một quả bóng đen. Sau vài động tác điêu luyện, quả bóng biến thành khẩu súng máy. Một khẩu súng máy. Anh quét một loạt đạn vào đám côn đồ, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Không ngờ tới, có được siêu năng lực, ngay cả gấu cũng có thể trở thành anh hùng. Thách thức tội phạm, bảo vệ người vô tội, duy trì hòa bình thế giới. Nhưng trước tiên, sau khi Stanley có được siêu năng lực, việc đầu tiên anh làm là đi dạy dỗ tên buôn xe gian ác đã bắt nạt anh sáng nay. Chấp nhận việc tân trang toàn diện đi. Stanley tỉnh dậy từ giấc mơ, lập tức đến trước gương, sờ vào mặt mình, rồi nhìn vào chiếc mặt nạ. Đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe tiếng gõ cửa. Cảnh sát đứng trước cửa để hỏi thăm về việc anh có nghe thấy tiếng ồn bên ngoài tối qua không. Tiếng ồn, đúng vậy, có kẻ xấu đột nhập và tấn công bà Pinman. Tấn công, anh không nghe thấy gì sao? Bà ấy đã bắn mấy phát đạn ngay trước cửa phòng anh. Nhìn vào những lỗ lớn trên sàn nhà, mọi thứ cho thấy những gì xảy ra tối qua không phải là mơ. Thật kỳ quặc, thật sự có chuyện đó. Bộ đồ ngủ của anh mới kỳ quặc. Stanley viện cớ mình bị điếc để thoát khỏi cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Chưa kịp hồi tưởng lại, anh phát hiện mình sắp trễ giờ. Stanley thu dọn xong, cầm lấy chiếc mặt nạ trên giường, suy nghĩ một lúc rồi không do dự mà mang theo chiếc mặt nạ đi ra ngoài. Anh đi lấy xe thì thấy bên ngoài có một đám cảnh sát và phóng viên. Tên buôn xe gian ác bị trói bởi ống xả, cơ thể bị bôi đầy màu sơn xe. Đêm lại buông xuống, Stanley mơ thấy nữ thần của mình. Trong giấc mơ, anh lịch lãm và đẹp trai. Hai người trông rất xứng đôi. Nữ thần ôm lấy Stanley và hôn tới tấp. Cho đến khi tai anh bắt đầu ngứa, anh mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Phát hiện ra chú chó đang liếm mình. Giấc mơ tình ái tan biến quá nhanh. Anh nhìn vào tờ báo, trong lòng đầy thất vọng và buồn bã. Anh hiểu rằng nữ thần sẽ không yêu một kẻ thất bại như mình. Lúc này, anh thấy chiếc mặt nạ trên ghế sofa. Có lẽ nếu mình không còn là mình, sẽ thu hút được sự chú ý của nữ thần. Anh cầm chiếc mặt nạ lên và định đeo lên mặt, không được, trong phòng lập tức xuất hiện sét và sấm chớp, khiến chú chó sợ hãi lùi lại. Sau một loạt động tác xoay và nhảy, anh lại hoàn thành việc biến hình. "Chờ chút, cưng à, đại gia tối nay muốn ăn món ngọt." Ha ha ha, đánh bại mọi kẻ thù trên thế giới. Anh sờ vào túi trống rỗng của mình, một ý nghĩ lóe lên. Không tiền thì đừng hòng làm màu, tốt nhất là đi kiếm một mớ tiền. Một nhóm cướp đang chuẩn bị cướp ngân hàng, Stanley đột ngột xuất hiện. "Xin lỗi các anh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu." Một cơn lốc thoáng qua, anh ta liền biến mất trên phố. Những tên cướp chưa kịp phản ứng, cảnh sát đã tới hiện trường. Những tên cướp tội nghiệp không thấy một xu nào. Quái vật đầu xanh cướp xong tiền, liền tới nơi nữ thần biểu diễn. Dưới tác dụng của tiền bạc, anh dễ dàng vào được hội trường. Nhìn nữ thần xinh đẹp trên sân khấu, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh không thể kiềm chế được nữa, chỉ với một bước nhảy anh đã lên sân khấu.
hãy quậy tung cả bầu trời nào. Một vòng xoay, tay trống liền thay đổi trang phục, gõ những nhịp trống vui tươi. Anh cũng bắt đầu lắc lư không ngừng, kéo theo nữ thần, hai người nhảy múa. Toàn hội trường chìm trong không khí vui vẻ. Lão đại băng đảng nghe thuộc hạ nói rằng, quái vật đầu xanh dưới sân khấu chính là kẻ phá hỏng kế hoạch của họ. Nâng lên, xoay, treo ngược. Stanley với những bước nhảy uyển chuyển đã thành công chinh phục trái tim nữ thần. Anh cười gian tà và nhẹ nhàng hôn lên cô ấy. Tiếng súng vang lên, chiếc cà vạt ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Vũ công hiện đại, nghe đây, nói ngay cho tao biết tiền ở đâu. Stanley lấy ra một chiếc máy nhỏ từ sau lưng và bắt đầu làm nhảm với lão đại băng đảng. Lão đại băng đảng tức giận, giết hắn cho tao. Đám đàn em bắn liên tục vào Stanley, nhưng anh linh hoạt né tránh, trêu chọc cả hai. Anh bắn chúng tôi rồi. Anh ngả người vào lòng tên đàn em và bắt đầu chăn chối. Một bức tượng vàng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh. Đừng hòng trốn thoát. Quái vật đầu xanh nhảy nhót tránh đạn, tiếng cười của anh không ngừng kích động băng đảng. Tuy nhiên, lúc này, cảnh sát bất ngờ ập tới. Tôi có bằng chứng hợp pháp, người của ông cướp ngân hàng. Trong đó có một người đeo mặt nạ xanh lớn. Đội trưởng, trên lầu có một xác chết. Hắn là một trong những tên cướp. Lão đại băng đảng không thể bào chữa, bị còng tay dẫn về đồn. Cảnh sát bất ngờ phát hiện một mảnh vải rách quen thuộc trên sàn, anh cầm lên nhìn, liền nhớ tới Stanley. Stanley chưa tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi là cảnh sát. Anh cầm lấy chiếc mặt nạ trên giường định giấu đi, nhưng khi mở tủ ra thì bên trong toàn là tiền. Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp, anh luống cuống nhét tiền trở lại. Cảnh sát bước vào phòng và bắt đầu hỏi cung Stanley. Anh không có chứng cứ cụ thể, chú chó lại bắt đầu giúp đỡ. Anh cầm mảnh vải rách trong tay, định kiểm tra bộ đồ ngủ của Stanley. Bộ đồ ngủ đó bị trộm mất rồi. Đồ ngủ mà cũng bị trộm. Stanley viện cớ đồ ngủ bị mất mới tống khứ được cảnh sát. Lão đại băng đảng vừa ra khỏi đồn, liền phát lệnh truy nã. Hắn muốn bắt quái vật đầu xanh để trả thù. Stanley lén lút tới ngân hàng, định nói gì đó với đồng nghiệp thì thấy nữ thần đến tìm mình. Hai người trò chuyện về quái vật đầu xanh, nữ thần đầy vẻ ngưỡng mộ. Khi cô sắp rời đi, Stanley gọi cô lại và nói rằng mình biết người đàn ông đó, hai người là bạn đại học. Anh thay mặt bạn mình hẹn gặp nữ thần. Đêm đến, Stanley đến công viên trước giờ hẹn với nữ thần. Anh mở vali và nhìn vào chiếc mặt nạ bên trong, không, đang định rời đi thì nữ thần đến. Anh nói dối rằng mình đi ngang qua. Thấy nữ thần ngồi xuống, anh không muốn rời đi. Hai người cùng ngắm cảnh đêm đẹp đẽ, nữ thần nhìn Stanley. Anh viện cớ rằng bạn mình sắp tới và quay bước đi vào bụi cây. Một tiếng nổ lớn vang lên, Stanley biến hình xuất hiện trước mặt nữ thần. Xin chào, tình yêu của tôi. Chúng ta lại gặp nhau. Đây có phải là định mệnh không? Anh xoay một vòng và ôm lấy nữ thần. Hãy hôn tôi sẽ hiến dâng cho em. Tôi sẽ đưa em đến thiên đường, cùng em tắm trong bể nước tiên. Cô ấy thật ngại ngùng, tôi thích điều đó. Anh tăng tốc và lại xuất hiện trước mặt nữ thần, anh điên cuồng nói những lời tình tứ. Vừa định tỏ tình, cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Đồ bóng đèn, đứng yên, Stanley lập tức biến thành một bức tượng băng. Giơ tay lên, không phải các anh bảo tôi đóng băng sao? Được rồi, tan băng đi. Cảnh sát lấy ra còng tay, Stanley không ngừng biện hộ, rồi quỳ xuống. Cảnh sát không hề mủi lòng. Khám người hắn, túi của Stanley như một chiếc hộp báu vật, có bẫy chuột, búp bê đồ chơi. Và điều bất ngờ nhất là, hắn lôi ra cả một khẩu súng phóng lựu. Tôi có giấy phép. Ảnh của bà Calloway, gì cơ, đồ chết tiệt này. Mày quyến rũ vợ tao à? Tôi còn tưởng ông khá hài hước cơ. Dù gì cũng là vợ chồng mà. Đau đủ chưa? Bắt lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt, Stanley đã chạy ra cổng công viên và chỉ trong vài giây đã dựng hàng rào vững chắc. Anh cười gian tà và thay đổi trang phục. Anh nhảy những bước nhảy quyến rũ. Cảnh sát cầm súng nhưng cơ thể không thể kiểm soát mà nhảy theo. Vẫy tay nhẹ một cái, nữ cảnh sát bắt đầu hát không kiểm soát. Mọi người dường như đã quên cảnh nghiêm trọng lúc nãy và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Nhảy nữa tao bắn vỡ đầu mày. Đưa súng đây. Lão cảnh sát bắn một phát lên trời. Hẹn gặp lại. Bắt hắn đi, tỉnh lại nào. Buổi tiệc kết thúc rồi, đừng nhảy nữa. Ia ia ia. Khi mọi người đang say sưa nhảy, Stanley liền tranh thủ trốn thoát, nhanh lên, hắn chạy vào ngõ kia rồi. Theo tôi, một bước nhảy, anh đã chạy tới con đường vắng. Anh dựa vào góc tường, ném mũ đi và đau khổ lột bỏ chiếc mặt nạ. Khi Stanley đang cùng đường, một chiếc xe bỗng xuất hiện. Thì ra là bạn nhà báo của anh. Anh chạy về phía xe, cả hai chạy đi không quay đầu lại. Tôi không bắn chúng. Ai mà bắn chúng hắn được? Cả hai trốn trong kho báo. Nhà báo nịnh nọt Stanley, Stanley thú nhận mọi chuyện, thừa nhận mình là quái vật đầu xanh. Lão đại băng đảng đột nhiên xông vào. Nữ nhà báo cầm mặt nạ chạy đi. Cô ta tham tiền đã bán đứng Stanley. Hắn đeo mặt nạ thì biến thành quái vật. Lão đại băng đảng nhìn xuống mặt nạ. Một tia sáng xanh lóe lên, mây đen bỗng nhiên xuất hiện trên đầu. Boss, cẩn thận. Hắn giơ mặt nạ lên và đeo vào mặt, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Mây đen quấn quanh lão đại băng đảng như dây leo. Lão đại băng đảng hít một hơi cuối cùng của khí đen, hoàn thành việc biến hình. Lão đại băng đảng đến chỗ Stanley, lấy túi và định nhét tiền vào. Chú chó nhận thấy điều bất thường và chạy đến cửa sổ. Nó thấy chủ nhân bị bắt cóc. Khi băng đảng không chú ý, nó lẻn ra ngoài. Nó trốn ở một góc và theo dõi băng đảng lên xe. Nó lặng lẽ bám theo. Băng đảng tăng tốc và ném Stanley trước cổng đồn cảnh sát. Chờ đã, để tôi giải thích. Cảnh sát lục soát và lấy ra một chiếc mặt nạ cao su. Giải thích cái này xem. Còng tay lại. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho anh. Stanley không ngạc nhiên khi bị nhốt vào phòng giam.
bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thì ra là chú chó yêu quý của anh. Quên tôi đi, tìm một nơi ở mới. Tôi sẽ bị giam rất lâu, rất lâu. Sally đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là nữ thần đến thăm. Sao em lại đến đây? Thật sao? Anh chính là quái vật đeo mặt nạ. Đừng nói với ai nhé. Chỉ cần tìm được luật sư giỏi, tôi sẽ được ra tù chỉ sau 10.000 năm. Nữ thần cười vui vẻ vì Sally chọc ghẹo. Hai người thảo luận về sức mạnh của mặt nạ. Sally nhân cơ hội tỏ tình. Nó biến những khát khao thầm kín nhất thành hiện thực. Nếu trong sâu thẳm trái tim em có một chút áp bức nhưng lại lãng mạn, thì em sẽ trở thành một người điên cuồng vì tình yêu. Nếu lão đại băng đảng đeo nó thì sao? Thì tất cả sẽ tiêu đời. Nếu anh là em, anh sẽ chạy trốn ngay lập tức. Cảm ơn anh. Anh đã chia sẻ hoàng hôn với em. Đêm đó ở câu lạc bộ, em đã gặp người trong mộng. Quái vật đeo mặt nạ. Không, chính là anh. Cảnh vệ không muốn ăn thức ăn cho chó và lập tức cho dừng cuộc thăm viếng. Em sẽ phải trốn một thời gian. Em sẽ liên lạc ngay khi tìm được nơi ẩn náu. Nữ thần vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy băng đảng đến bắt cô. Sally vừa định đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng hét. Anh lập tức gọi chú chó. Nhảy lên nào. Em là thần khuyển, không vấn đề gì. Tuyệt vời, không thể tin nổi. Với sự giúp đỡ của chú chó, Sally đã lấy được chìa khóa. Vừa mở cửa buồng giam thì gặp cảnh sát. Chúng ta chơi trò cảnh sát bắt cướp. Còng tay lại. Và thế là Sally đã rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, lão đại băng đảng đang đeo mặt nạ trong chiếc xe sang trọng. Hắn dẫn đám thuộc hạ đến sòng bạc một cách hùng hổ. Tao đến tính sổ với mày, Dorian, giết hắn đi. Tên đầu chọc bắn liên tục vào lão đại băng đảng. Hắn hít một hơi và hút hết đạn vào. Lúc này, Sally dẫn cảnh sát tới hiện trường. Khi băng đảng đang cướp bóc, anh lẻn vào trong giữa lúc hỗn loạn. Do nữ thần thay lòng, cô bị trói ngay trước mọi người. Đám đàn em cậy mở chiếc hộp, lấy ra một quả bom và buộc vào chân nữ thần. Sally định lao lên cứu nữ thần thì bị băng đảng phát hiện, bỏ súng xuống. Sếp, có kẻ đột nhập. Nữ thần vội cầu xin cho Sally. Không có thời gian để nghe lời cầu xin của cô. Tôi chỉ xin một nụ hôn. Một nụ hôn, chỉ là nụ hôn cuối mà thôi. Lão đại băng đảng gỡ mặt nạ ra và trao cho nữ thần một nụ hôn nồng cháy. Lúc này, nữ thần thoát được chân phải và đá chiếc mặt nạ lên không trung. Mọi người đều lao về phía mặt nạ, chú chó nhảy lên như một chiến thần chộp lấy mặt nạ. Con chó vì không tìm thấy Sally nên bị băng đảng tóm lấy chân. Ngoan nào, chú chó. Chú chó chạy về phía Sally, anh gỡ mặt nạ xuống. Một tiếng súng vang lên, chiếc mặt nạ bị bắn bay ra. Băng đảng bắn liên tiếp vào Sally. Khi chúng nghĩ rằng đã giải quyết xong Sally rồi, các ngươi không bắn chúng à? Bắn chúng rồi. Hắn lôi từ túi ra vũ khí của mình, khiến băng đảng hoảng sợ bỏ chạy. Khi thấy quả bom sắp nổ, anh ôm lấy quả bom và nuốt chửng. Quả thịt viên này cay thật. Lão đại băng đảng định lao tới giành lại mặt nạ, Sally lấy bảng vẽ, vẽ lên thân cây một công tắc. Anh gạt công tắc xuống, lão đại băng đảng bị cuốn đi như chất thải. Sally gỡ mặt nạ xuống và vừa định hôn nữ thần thì cảnh sát tới hiện trường. Dưới sự chứng kiến của thị trưởng, Sally trở thành anh hùng cứu mọi người. Chuyện này không có gì, là đàn ông phải cống hiến hết mình cho xã hội. Michael, đi thôi. Chờ đã, con chó kia. Đừng chọc giận con chó đó. Để yên cho con chó đi.